Chào các ông, các bà, các quý thầy cô và các bạn. Con tên là Đỗ Thanh Phong, học sinh lớp 4B, trường tiểu học Nam Tiến, xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Hôm nay đến với cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề cuốn sách tôi yêu. Con xin giới thiệu cuốn sách 100 câu chuyện hay dành cho bé trai. Mỗi cậu bé đều có sức mạnh phi thường. Thường hãy để cho ước mơ ra hoa, kỳ tích xuất hiện. Hãy để ánh hào quang rực rỡ nơi nơi. 100 câu chuyện hay dành cho bé trai giúp em học được các đức tính tốt của bé trai. Cuốn sách do Bành Phàm Thanh Loan dịch, in ấn bởi nhà xuất bản Văn Học. Lời nói đầu của cuốn sách: trong thế giới rộng lớn bao la, mỗi loài động vật đều có thuộc tính riêng, cũng thương tự mỗi cậu bé của chúng ta đều có ưu điểm riêng. Có những cậu bé dũng cảm, kiên cường, tựa như những chú sư tử. Có những cậu bé thông minh, nhạy bén như những chú cá heo. Có những cậu bé lại trung thành, đáng tin cậy như những chú chó ngao. Tất cả những loài động vật ngoan cường này sống ở khắp nơi trên trái đất, từ những khu rừng rộng rạp cho đến những sa mạc hoang sơ. Những cậu bé đáng yêu cũng giống như các loài động vật này, tồn tại ở khắp nơi trên trái đất và đang không ngừng lấp lánh ánh hào quang. Sau khi đọc xong 100 câu chuyện này, tin rằng bạn cũng sẽ giống các cậu bé trai trong chuyện, sẽ giang rộng vòng tay ôm cả thế giới này vào lòng. Cuốn sách gồm 206 mẫu chuyện với 12 đức tính tương ứng với 12 loài động vật. Và đó là dũng cảm, kiên cường như sư tử, thông minh, nhạy bén như cái heo, chúng thành và đáng tin cậy như chó ngao, biết ơn và báo đáp như quả cọ đen, đôn hậu khoan dung như trâu, chiến đấu bền bỉ như sói, không bao giờ từ bỏ như loài nhạn, độc lập tự chủ như hổ, đoàn kết như loài kiến, thay đổi bản thân như đại bàng, có lý tưởng như tuấn mã, chịu thương chịu khó như lạc đà. Mỗi mẫu chuyện gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là lý lịch loài vật, nói về tính cách của loài vật. Phần thứ hai là nội dung chuyện. Phần thứ ba là phần bài học, giúp em rút ra bài học gì. Phần cuối là lời nhắn nhủ tâm tình của gần gũi với những cậu bé. Mình thường đọc quyển truyện này vào mỗi buổi tối bởi vì mình rất thích quyển truyện này, bởi vì nó cho mình hiểu về thế giới loài động vật, đức tính quý báu của loài động vật. Sau này mình sẽ trở thành một chàng trai thật tốt,
sách đọc của mình nhé. Lời cuối cùng, trước khi dừng, con xin chân thành cảm ơn các ông, các bà, các quý thầy cô và các bạn. Mọi người hãy